được gặp lại các bạn. Hôm nay mình làm một cái món là bánh bắp nha các bạn. Ở đây mình có hai trái bắp nè, 3 trứng hột gà. Ở đây mình có hành lá, bột gạo, bột mì, bột bắp, dầu ăn, đường, muối. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ lột bắp để mà mình sắt bắp nha các bạn. Đây, mình lột cái bắp này ra. Wow, rất là ngon luôn các bạn ơi. Bắp rất là tươi luôn nè các bạn. Rất là tươi ngon. Cái này đặc biệt mà mình lựa cái bắp non và tươi như vậy, mình làm cái bánh bắp của mình nó sẽ rất là ngọt luôn. Đây. Rồi, mình cũng lột bắp xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình cắt bắp ra nè các bạn. Đây, mình cắt bắp ra vậy. Mình kê lên cái tấm thớt mình cắt cũng được. Rồi, mình cắt bắp cũng xong rồi nè các bạn. Đây, mình sẽ dầm nhuyễn cái bắp này ra. Đây, rất là ngon. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt hành lá thôi. Rồi, mình cho tí xíu hành lá vô thôi. Rồi, mình cho hành lá vô hết luôn. Hành lá vô hết luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình cho trứng vô luôn. Đập trứng vô. Wow, trứng gà. Rồi, bắt đầu mình cho muối, đường vô luôn. Mình rồi trộn lên. Rồi bây giờ bắt đầu mình cho bột vô, bột bắp nha. Rồi xíu bột gạo nha. Rồi bột mì, mì luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn đều lên cho cái bột này nó hòa tan với nhau. Đây, rất là ngon luôn. Nó sẽ thấm gia vị ra, nó sẽ có một cái độ sệt. Như vậy là mình để nó khoảng chừng 15 phút nữa bột nó nở ra là nó thấm gia vị, là mình bắt cái dầu lên là mình chiên. Rồi, mình cho thêm tí xíu nước lọc vô. Rồi. Rồi, sau đó mình trộn lên. Rồi, như vậy cũng được rồi. Bắt đầu mình bây giờ bắt đầu mình chiên thôi. Mình bắt cái chảo lên, mình cho tí xíu bơ vô cho nó tan cái bơ này ra. Tan cái bơ này ra xong rồi bắt đầu mình cho cái dầu vô. Rồi tiếp sau đó mình sẽ cho dầu ăn vô. Cho dầu vô, nhiều vô để mà mình chiên. Rồi bây giờ cái dầu của mình cũng được rồi nè. Bây giờ bắt đầu mình cho bắp vô, mình chiên thôi. Mình nhớ dặn cái lửa riu riu nha các bạn. Mùi bơ của nó rất là thơm luôn các bạn ơi. Wow, rất là ngon luôn nè các bạn. Cái những cái hột bắp á, nó nổi lên à. Đó, rất là ngon luôn nha. Mình chiên cái lửa riu riu. Đây, nè các bạn, rất là ngon luôn. Chưa vàng, để tí xíu nữa. Rồi, bây giờ mình trở qua đổ. Vàng rất là ngon luôn, giòn nha các bạn ơi. Rồi.
mình cũng vàng ở đây. Mình gấp ra, mình cho nó rõ dầu rồi mình cho vào cái giấy thấm dầu nha. Rất là ngon luôn. Rồi, cuối cùng cái bánh bắp của mình cũng xong rồi nè. Các bạn ơi, mời các bạn nha. Đây, rất là ngon luôn. Nóng hổi vừa ăn luôn, vàng ươm luôn. Đây, ăn kèm với lại tương ớt nha các bạn. Rồi, cuối cùng cái mình cũng xong rồi nè các bạn. Mình mời các bạn mình cũng thưởng thức nha. Hai mẹ con mình mời các bạn nha. Rồi bây giờ mời thôi. Đây rất là ngon luôn nha các bạn. Đây, xin mời các bạn nha. Nè mẹ. Rồi, mời các bạn nha. Dùng thử nha. Mình ăn không cũng được mà mình chấm với lại tương ớt cũng ngon lắm. Rồi mình mời các bạn nha. Mời các bạn dùng nha. Chấm với tương ớt thử nè. Nhất cái miếng thì bự. Rất là giòn nha các bạn. Có trứng nữa thì nên nó béo béo đó các bạn. Đây, rất là ngon luôn. Cái hộp bắp của nó nè các bạn. Nó rất là ngon luôn. Chấm ngon lắm rồi. Cái này là món ăn vặt nha các bạn. Rất là ngon. Nó có trứng gà, bắp, bột mì, bột bắp, gạo, tí xíu đường, tí xíu muối. Rồi như vậy là mình chiên thôi. Rất là ngon luôn. Ngon quá, hai mẹ con ăn nhiệt tình luôn. Ăn phía thế không? Các bạn luôn có những món ăn ngon trong gia đình. Chúc các bạn